Ý tưởng là khởi nguồn của sự sáng tạo. Khát vọng khám phá những trải nghiệm mới. Ý tưởng truyền cảm hứng, đưa ta đến với những góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Nhưng ý tưởng chỉ được tạo ra bởi những ai dám theo đuổi đam mê. Ý tưởng chỉ lộ diện khi chúng ta không ngừng khám phá. Kia, movement that inspires.